hiện đang có mặt tại phòng thương mại của Westminster, tọa lạc ngay trên đường Beach thuộc Orange County, California. Tại đây đang có một cuộc triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Đan Nguyễn. Và Phương Hạnh được biết là cuộc triển lãm này với cái chủ đề Together in Life, cùng nhau bên đời. Cuộc triển lãm này sẽ nhằm gây quỹ cho hội từ thiện ở bên Việt Nam. Phương Hạnh xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây. Có thể giới thiệu qua về cá nhân của họa sĩ. Dạ thưa quý vị, chúng tôi vẽ tranh được 30 năm nay, nhưng mà vẽ tranh chỉ là nghề tay trái mà thôi. Chúng tôi vẽ để lấy làm vui, và sau khi một thời gian thì thấy có nhiều tranh quá, cho nên chúng tôi mới nghĩ là mình nên triển lãm một ít cho vui. Thì đây là cái nghề tay trái của họa sĩ. Như vậy thì cái nghề chính của họa sĩ là gì? Dạ thưa, cái nghề tay trái là tại vì tôi thuận tay trái, thành mấy đứa con tôi nói ô ba vẽ bằng nghề tay trái là dạ thưa đúng rồi. Nghề chính tôi là về kế toán, và đã được vẽ hơn 30 năm nay, thành ra cũng có một số kinh nghiệm về vẽ tranh sơn dầu. Tại sao một cái người mà suốt ngày chỉ biết đến những con số tính toán, mà tại sao anh lại có một cái tâm hồn nghệ sĩ như vậy? Cái cơ duyên nào đã đưa anh đến với hội họa? Thật ra thì hội họa nó xảy ra bất ngờ nhiều lắm. Tại vì sau khi mình đi làm nhiều quá thì mình bị stress out, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà tranh vẽ là một cái cơ hội để làm cho mình thư giãn nhiều nhất. Khi mình vẽ tranh thì mọi chuyện mình để ý ở trong cái công chuyện vẽ thì mình sẽ không có bị thắc mắc hay là đau phiền, ưu phiền nhiều nữa. Và hội họa đúng ra là cái căn bản đầu tiên của con người. Theo tôi nghĩ thì trước khi có ngôn ngữ, người ta đã biết có ký hiệu rồi. Người ta đã vẽ những con nai, những con lừa, những con bò ở trong những cái hang đá từ trước khi người ta có ngôn ngữ, có chữ viết. Thành ra cái đó là bản năng căn bản. Theo tôi thì tôi nghĩ như thế này, khi nào mình ăn no thì mình mới hát hay được, phải không quý vị? Có khi nào quý vị đói bụng mà mình hát hay được không? Thì ăn no là lúc mà chúng ta có cơ hội nói về âm nhạc. Nhưng mà thiệt ra vẽ tranh rất là khó. Theo tôi nghĩ thì vẽ tranh chỉ xảy ra khi nào mà mình thanh bình. Có nghĩa là mình thiệt lòng ăn no và có nhiều ngày tháng không phải lo ăn uống gì nữa. Thì lúc đó mình mới bắt đề vẽ tranh. Mình bắt đầu tìm hiểu hơn và mình mới bắt đầu sử dụng màu sắc, những bố cục. Thành ra tranh vẽ chỉ xảy ra khi nào mà xã hội đã được thanh bình. Hôm nay chúng tôi có 100 bức tranh để triển lãm trình quý vị. Nó gồm có nhiều thể loại khác nhau, từ những cái tranh nhỏ tới những cái tranh lớn. Tôi thích màu sắc nó tươi vì chúng tôi nghĩ rằng đời sống mình phải được tươi vui hơn. Riêng Ngân thì Ngân thích cái cách phối màu của anh rất là nhiều. Và cái phòng tranh ngày hôm nay thì Ngân thấy thật là tuyệt. Và hương sắc của những từng cái bức tranh một thì rất là có cái nghệ thuật của văn hóa Việt Nam. Và thì Ngân thấy là chúc mừng anh chị đã có một cái tấm lòng để nghĩ đến những người bất hạnh ở Việt Nam. Thì Ngân cũng rất là vui và hân hạnh được là đóng góp một phần nhỏ bé của cái phòng triển lãm tranh ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ là mình phải trân trọng một cái quá khứ, mình phải mong chờ một cái tương lai, nhưng mà mình phải cứ thưởng ngoạn cái hiện tại nhiều hơn. Thành ra hưởng cái đời sống mình nó vô thường, đời sống mình nó có những cái bấp bênh, thì tại sao mình không thưởng ngoạn? Thành màu sắc trong tranh chúng tôi được thể hiện là những cái màu sống động và vui vẻ. Anh có nghiêng về một cái trường phái nào hay không, hay là anh có một cái lối đi riêng của anh? Người ta hỏi chúng tôi, ôi trường phái của anh là gì? Thưa, người ta đặt ra trường phái chỉ là một cái tên gọi của một cái nhóm người nào đó. Ví dụ như ông vẽ phái ấn tượng, ông vẽ phái trực hiện thực hay là cái gì đó. Nhưng mà thiệt ra theo dưới tôi, có mắt nhìn của tôi thì tôi nghĩ là như thế này. Hội họa nó gồm có hai trường phái mà thôi. Theo được sự định nghĩa của tôi, trường phái cũ và trường phái mới.
muốn trường phái cũ là gồm những người đi trước mình và những con phái mới là những người đi sau mình. Thành ra những cái ấn tượng một hội họa, một nghệ thuật nào muốn được phát triển thì nó gồm có những, theo tôi nghĩ nó có những cái yếu tố này. Thứ nhất là phải có khả năng trời cho. Cái thứ nhì là phải được tập luyện. Thành ra khả năng trời cho cộng với cái sự tập luyện nhiều sẽ đưa tới một cái trình độ tiến bộ về nghệ thuật. Thưa anh, có khi nào anh đến trường để học vẽ hay không, hay là chính anh có được cái tài năng đó? Tôi không có đến trường nào, tôi chỉ học mò thôi. Vợ tôi nói anh mà học trường nào chắc gì mà anh học đậu được cái khóa nào, anh chỉ học mực mò thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ, nghệ thuật sau khi mà nó tiến bộ nào đó, nó đi từ tâm tư mình nhiều hơn. Hồi xưa mình vẽ tranh thì mình diễn tả một cái sự kiện, nhưng mà bây giờ tranh vẽ chỉ là một cái diễn tả một cái tâm tư. Mình có vui, mình có buồn, mình có nhớ, mình có thương, mình mong chờ một cái gì, mình có tưởng tượng được một cái gì, đó là một cái tâm tư. Thành ra theo tôi nghĩ ở cái trạng thái bây giờ, họa sĩ cần phải tự học nhiều hơn là đến trường. Tại vì tôi hơi thiên vị nha, tại vì tôi là người đi học mò. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì sau một cái giai đoạn huấn luyện nào về căn bản thì cái sự tiến bộ nó xảy ra là ở cái chỗ mình tự tìm tòi và học hỏi hơn. Thưa anh, ngoài những cái bức chân dung anh vẽ về anh thì Phương Hạnh thấy có một số những cái hình ảnh của các phụ nữ trong những cái trang phục mà Bắc Nam Trung, thì không biết là những phụ nữ đó là ai ạ? Có nhiều người hỏi như vậy, lúc đầu thì tôi không có nói là gì, nhưng mà theo tôi nghĩ cái đó là chỉ cái vẻ đẹp mà tôi nhận xét từ lâu. Theo chúng tôi thì cái vẻ đẹp của người Á Đông luôn luôn phản phất ở trong cái văn hóa của mình. Cái văn hóa của mình thì mình gồm có hai chuyện. Cái thứ nhất là phải bảo tồn cái văn hóa của mình và phát huy cái nền văn hóa của mình ở trên một đất nước lạ. Bảo tồn văn hóa của mình là như thế nào? Bảo tồn có nghĩa là giữ là những cái hay của mình có. Bảo tồn mình vẽ là những bức tranh, những cái người thiếu nữ, những cái người đã mặc đồ trang phục quốc phục hồi xưa, mặc khăn mã quạ hay là đội khăn đóng, hoặc là chiếc những cái mặc những cái áo dài trang phục, đó là bảo tồn văn hóa của mình. Mình nhớ tới những kỷ niệm hồi xưa. Và tại sao là mình phát huy văn hóa mới của mình? Phát huy là mình cộng những cái vẻ đẹp cũ, những cái hay của người vô trong cái vẻ đẹp của mình, là phát huy nền văn hóa mới. Thì chúng tôi sử dụng những cái bút pháp mới của những người như Van Gogh, hoặc là cái thể điệu phát minh của ông Picasso, hoặc là cái cách nhìn của người nữ rất là đặc biệt của ông Modigliani để thể hiện qua những bức tranh của chúng tôi vẽ. Đó là chúng tôi suy nghĩ là mình bảo tồn văn hóa Việt Nam và mình phát huy nền văn hóa mới bằng tổng hợp những cái kiến thức và những cái thể điệu mới. Sành sỏi về nghệ thuật Nhật Hạ, có thể cho biết ý kiến về tranh của Đan Nguyễn được không? Thứ nhất là màu sắc rất đẹp, đường nét uyển chuyển nhẹ nhàng, và anh Đan Nguyễn có vẽ những cái đề tài coi như là traditional của mình, như là áo dài, khăn đóng, áo tứ thân, khăn mỏ quạ, nhưng anh vẽ rất là mới cái nét, tất cả mọi thứ, tuy trong những cái đề tài tưởng như là rất cũ kỹ mà anh vẽ rất là phóng khoáng và mới. Tuy nhiên những cái hình ảnh trong những cái trang phục cổ truyền Việt Nam đó, Phương Hạnh nhận thấy những cái nét mặt của các phụ nữ đó hơi có một cái vẻ giống nhau, thì không biết là đối với anh thì cái đó là cái người phụ nữ đó có phải là một trong những người tình của anh hay là người bạn đời? Chị hỏi một cái câu mà rất là hay mà rất là khó, tại vì tôi cũng không có dám thổ lộ với quý vị đó người tình hay là người xưa là ai. Nhưng mà thiệt ra theo tôi nghĩ là những cái vẻ đẹp xưa hoặc là những cái vẻ đẹp cổ điển thì khi nào nó cũng có phản phất ở trong cái cách nhìn của người Á Đông. Những người đẹp mà Á Đông, những người đẹp xưa hoặc là những người đẹp nay, những cái vẻ đẹp đó là những cái vẻ đẹp muôn đời, những người đẹp là muôn đời. Thành ra theo đâu đó chúng tôi cũng thể hiện qua những cái nét nhìn đó, qua những cái ánh mắt, qua những nụ cười, qua những
nụ cười xinh xinh hoặc cái nheo mắt đặc biệt đó, nó khi nào nó cũng thể hiện được cái vẻ đẹp và đặc biệt và quý phái của người Việt Nam. Thưa anh, như vậy thì tất cả những cái bức tranh trong bộ sưu tập này anh đã ấp ủ trong vòng 30 năm nay rồi, và bây giờ anh lại donate, lại dâng hiến để mà bán đi và gây quỹ cho các hội từ thiện ở bên Việt Nam. Như vậy thì những cái tâm tình, những cái kỷ niệm đó của anh sẽ một ngày nào đó những người khác sở hữu những cái tác phẩm của anh, thì anh nghĩ như thế nào? Anh có nuối tiếc hay không? Khi nào một nghệ sĩ, khi mà một họa sĩ hay là người nào vẽ ra một bức tranh thì họ rất là quý. Tôi 30 năm nay tôi không có muốn tặng ai, bán cho ai hay làm bất cứ một cái gì, tôi keep hết. Tôi giữ tất cả những cái tác phẩm của mình lại ở trong một cái phòng vẽ của tôi rất là lâu. Thì bây giờ nó không còn chỗ nữa. Thì vợ tôi hay là Hạnh mới nói là nếu mà vậy tiếp tục như vậy thì mình đâu còn chỗ đâu. Thì nhưng mà cái trân quý của cái tác phẩm của mình là khi nào nó cũng có. Chúng tôi rất là quý. Nhưng mà trong đời sống của mình, như quý vị đã thấy rồi, nó gồm có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là accumulation, là cái thời gian thu lượm. Mình gom góp cái này, mình gom góp cái kia, từ tài sản, danh vọng, các thứ này nọ. Giai đoạn thứ nhì của mình, cuộc đời của mình là distribution, là mình chia sẻ. Tôi nghĩ là tới cái lúc mà chúng ta phải chia sẻ, đó là cái ý niệm của tôi. Và tôi nói những cái này tôi quý lắm, nhưng mà nếu mà vì một cái lý do xã hội nào đó giúp cho cơm ăn miếng áo, hoặc là thêm một chia sẻ cái tình thương của mình cho một số người khác, thì tôi nghĩ là cái sự lưu giữ đó nó có giá trị hơn là để trong kho nhà tôi. Thưa họa sĩ, như vậy thì cái cuộc gây quỹ hôm nay họa sĩ sẽ tặng đến cái hội thiện nguyện nào? Tôi donate tặng 50 bức tranh cho cái ban tổ chức của cái bược của triển lãm hôm nay. Thì theo lời ban tổ chức thì họ nói là sẽ số tiền thu được sẽ tặng cho hai hội thiện nguyện ở Việt Nam. Hội thứ nhất là hội Cô Nhi Viện Vinh Sơn ở Kon Tum, và hội thứ nhì là hội Tịnh Xá Ngọc Quang cho những người già ở Sài Gòn. Đúng ra những cái cơ hội này là những cái hội thiện nguyện bất ngờ. Tại vì những cái chuyện bất ngờ nó xảy ra thì nó có cái sự công bằng đặc biệt của nó. Nếu mình biết chỗ nào thì mình có vẻ thiên vị. Nhưng mà Vinh Sơn theo chúng tôi nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt. Cũng như cái tỉnh xã Ngọc Quang ở một đất nước mới, một đất lạ, thì chúng ta gồm có những chuyện như thế này. Thứ nhất là mình làm sao mình hội nhập được trong cái cộng đồng của mình, mới của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ đưa ra những bức tranh mới, chúng ta giữ những cái nếp hay của mình là bảo toàn nền văn hóa của mình. Thứ nhì là mình phát huy cái nền văn hóa của mình, bảo toàn là giữ lại những cái hay của mình, và phát huy là cộng thêm những cái nét mới cho cái nền văn hóa của mình, là mình bổ túc thêm. Thành ra mình cộng thêm những cái hay và những cái tốt của người cho cái hay của mình, thì nó trở thành bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam. Thì lồng lồng trong những cái tranh vẽ của chúng tôi thì quý vị sẽ thấy có những cái nét đẹp Á Đông nhiều, và những cái cách sử dụng màu sắc và những cái thể hệ mới, thể diện mới. Đó là cái cách mà chúng ta phát huy, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam. Tác phẩm nào là tác phẩm đầu tay của họa sĩ? Dạ thưa, chúng tôi vẽ nhiều, nhưng mà một trong những cái bức đầu tay mà chúng tôi vẽ là cái hình tự họa ở đây năm 1976, khi mà chúng tôi vẫn còn độc thân. Thì đây là một trong những bức tranh hồi đó. Như quý vị thấy, hồi đó mới qua Mỹ, mình nghèo đói quá, tóc tai cứ bù xù cả lên, mặt mà buồn phiền vì hồi đó chưa có vợ con gì hết. Trông rất là nghệ sĩ. Ồ dạ, hồi đó muốn làm nghệ sĩ lắm, nhưng mà phải vì cơm áo mà phải đi làm. Thành ra bây giờ thì hết rồi. Sau đó thì qua cái thập niên 30, đây hồi mà chúng tôi 30 tuổi thì bắt đầu đã đi làm và bắt đầu đã có vợ. Thì quý vị thấy không, mặt mày đã bơ phờ lên rồi, bắt đầu đang hơi lo không biết mình có kiếm đủ tiền để mua sắm đồ cho gia đình hay không. Đây, lúc năm mà chúng tôi 40 tuổi thì bắt đầu, mình có công ăn việc làm rồi, nhưng mà bắt đầu đã có con. Quý vị thấy không, thay tả bơ phờ cả lên, mắt hết còn thấy đường rồi, trắng xóa cả lên rồi đó. Đây, hồi năm chúng tôi 40 tuổi. Thì cứ mỗi 10 năm thì chúng tôi vẽ thêm một bức tranh mới. Trình với quý vị là đây năm 50 tuổi. Thì có một người bạn, họ nói là, bây giờ ông thấy chưa, ông bị
đã hà hơi mù mắt kiến hết trơn rồi, mắt kiến bị che mờ hết, hết thấy đường rồi. Dạ thưa đúng, tại vì phải lo nhiều chuyện quá, con cái chạy qua chạy lại cắt cỏ và mọi thứ thì mắt cả mờ cả lên. Và tới năm 60 tuổi thì chúng quý thấy chúng tôi đã chuẩn bị, con nít nó đã đi học đại học rồi, thì tóc tai bơ phờ, mặt mày cái trắng trắng bóc cả lên. Dạ có phần lo lắng rất là nhiều, quý vị đã thấy. Và đây là cái bức tranh tự họa bây giờ, ngay lúc này. Quý vị thấy chưa, tôi lo lắng nhiều quá, toát mồ hôi hột và không còn nhìn ra đường nữa. Đây là bức tranh mà chúng tôi đã, hiện tại. Quý vị có thấy giống không? Đây quý vị thấy không? Hai cái này, hai quý vị thấy cái, có giống nhau hay không? Nó giỡn chơi thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi đã khác nhau xa nhiều lắm rồi. Nhưng mấy bức tranh này có ý nghĩa đặc biệt. Bức tranh này nó tên là Nâu Sòng Nổi Sóng. Nâu Sòng Nổi Sóng, tại sao là nâu sòng và tại sao là nổi sóng? Nâu Sòng là bức tranh này là những ông sư của xứ Miến Điện. Cái ngày khi mà họ đi làm một cuộc biểu tình thì họ bị bắn chết. Tình cờ trong lúc đó tôi có một người bạn, người Miến Điện, thì ông đó kể cho tôi nghe là ông có một người anh và bị bắn chết trong cái cuộc triển cái cuộc biểu tình đó. Thành ra vì lý do đó mà sáng hôm sau chúng tôi đã cấp tốc vẽ bức tranh này để tưởng niệm, để nhớ lại cho những người đã bỏ thân vì một cái hành động biểu tình đó mà thôi. Bức tranh này tên là Nâu Sòng Nổi Sóng. Bức tranh này đúng ra là chúng tôi tự nhớ lại hồi xưa có nhiều người thích về cái khỏa thân. Bức tranh này tên là Khỏa Thân Hồng. Đúng ra là có một cô thiếu nữ rất là trẻ, chưa ra khỏi cái vỏ của mình, vẫn còn rất là e thẹn. Quý vị thấy cái sự e thẹn khép nép của cô đây không? Cho dù đang có vẻ như là cô đang tắm nắng ở ngoài sân, có những cái màu rất là nữ sinh và dịu dàng. Ý nghĩa của nó là như vậy. Mong quý vị cũng thấy giống như một thiếu nữ đang e thẹn và khép nép như chúng tôi muốn diễn tả qua đây. Thưa chị Hạnh, là một người bạn đời của họa sĩ Đan Nguyễn, chị nghĩ gì về nghệ thuật của anh? Anh Đan Nguyễn, bây giờ tôi có thể nói là họa sĩ Đan Nguyễn, thì tôi không có nghĩ anh vẽ tranh mà đẹp như tôi thấy hôm nay, tại hồi giờ vẽ là cứ để ở trong nhà vậy thôi. Thì cũng rất là hãnh diện, và hãnh diện nhất là những cái bức tranh đó đã được sử dụng để làm một công chuyện có hữu ích như hôm nay, là mình sẽ có cái silent auction để mình bán những bức tranh này, để mình gây quỹ giúp cho những người già kém may mắn và những đứa trẻ bất hạnh ở bên Việt Nam, là đó một phần mà tôi muốn đóng góp trong cái sự giúp đỡ cho những người nghèo khó này. Như vậy thì trong cái con đường hội họa của anh thì chị sẽ có những cái dự định gì trong tương lai để mà giúp anh? Lần này là lần đầu tiên mà tụi tôi làm cái buổi triển lãm này, vì nó có cái mục đích và nó có ý nghĩa, nên tôi nghĩ là nếu mình làm được để giúp đỡ, để đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, thì tại sao mình không làm, cố gắng và làm thêm một lần nữa thử coi sao. Tuy là nó khó khăn nhưng mà sẽ không nản chí và sẽ cố gắng. Thì em đi về Việt Nam vào mùa hè này đó, thì em có đi thăm chùa. Thì khi mà em đến chùa thì em được biết là chùa có nuôi các cụ già không thân nhân chăm sóc. Thì em ra phía sau chùa em thăm các cụ, thì em thấy các cụ sống rất là khổ cực. Mà không được sạch sẽ hay là có một cái quality of life á, thì em giúp đỡ một số tiền bạc và em chụp một ít hình xong rồi em post lên Facebook. Thì chị Hạnh tình cờ vô Facebook thấy các tấm hình của các cụ sống như vậy, thì chị Hạnh liên lạc với em và nhờ em mang một ít số tiền đến giúp các cụ. Rồi từ đó về sau chị Hạnh liên lạc với em tiếp tục và tổ chức một buổi triển lãm ngày hôm nay để gây quỹ có một số tiền để tiếp tục giúp các cụ bên đó. Nếu mà em được chị Hạnh và
Và họa sĩ Đan Nguyễn hỏi em giúp thì em sẽ tiếp tục. Em rất là vui vẻ tiếp tục giúp hai anh chị đó. Buổi triển lãm này đã bán được 10 bức tranh và được sự ủng hộ của nhiều người tới, những quý nhân, những bạn bè. Và hôm nay, ngày Chủ nhật, thì đã bán được 2 bức tranh. Thành ra thấy là đã có, và có một số người đã donate, đã ủng hộ và bỏ vào trong cái thùng này một phần đóng góp. Thành ra rất thấy vui vì biết những cái đứa trẻ mồ côi và những người già cần sự giúp đỡ, cần miếng ăn, miếng mặc đã có rồi đó. Thưa chị, đây là tất cả những cái kỷ niệm mà anh chị đã gói ghém rất là lâu. Như vậy thì khi mà bán đi rồi thì người khác đã sở hữu, thì chị có tiếc nuối hay không? Khi mà tính làm cái buổi triển lãm này, nhìn cái số tranh của ảnh đưa ra để tôi bán đi cũng xúc động lắm. Tại có nhiều cái bức tranh tôi cũng muốn giữ lại cho chính riêng mình. Nhưng mà rồi hai đứa ngồi nghĩ lại, mình có chết mình cũng đem nó theo. Trong khi xung quanh mình có biết bao nhiêu người cần sự giúp đỡ, cần miếng ăn, miếng mặc. Thành ra thôi đóng góp đi để giúp họ. Họ là người cần nhất mà mình thì quá đầy đủ, quá dư thừa. Thành ra không thấy gì là tiếc nuối nữa. Nhưng mà kỷ niệm thì rất là nhiều và cái đó quý hơn. Một lời kêu gọi nào chị gửi đến cho quý khán thính giả cũng như là giới thưởng mộ? Thì cũng không dám nói gì hơn là xin cảm ơn sự ủng hộ, nhiệt tình giúp đỡ của những tất cả mọi người đã tới cái buổi triển lãm này để đóng góp. Cái quỹ mà từ thiện mà hôm nay mình muốn gây một cái quỹ để giúp cho những em bé mồ côi và những người già bất hạnh ở bên quê nhà, thì cái viện mồ côi là viện Vinh Sơn ở Kon Tum. Cái viện mồ côi này đó thì có tới 5 cái viện mồ côi. Viện mồ côi số 1 là giúp cho những em bé mới sinh ra mà không may mắn bị mất mẹ, tại vì cái sự cái nền kinh vì cái y khoa y tế quá thiếu thốn. Thành ra có nhiều người mẹ sanh con ra thì đã phải mất, chết đi, và đứa trẻ đó thì mới sơ nhận đem về nuôi. Yeah. Rồi có một cái Vinh Sơn thứ hai là nuôi những đứa lớn hơn chút xíu để nó được ăn học. Thành ra những cái số tiền của mình sẽ giúp những đứa trẻ mồ côi này. Thành ra xin mọi người đóng góp để giúp những đứa trẻ bất hạnh ở quê nhà. Và một cái hội mà cái quỹ mình sẽ giúp cho mình gây quỹ hôm nay để giúp cho những người già những người già kém may mắn bị bỏ rơi. Thành ra để tới những cái ngôi chùa nhỏ nhưng mà cánh chùa thì khi nào cũng mở rộng, thì Hạnh đã chọn và đã được giới thiệu cái chùa ở tỉnh Xá Ngọc Quang. Những người già này chỉ cần miếng ăn và cái mặt thôi. Thành ra nếu cái quỹ này mà mình gây được thì mình giúp được cho họ cái miếng ăn hôm nay. Thành ra xin được sự đóng góp và ủng hộ của tất cả mọi người. Thưa quý vị, bộ sưu tập tranh sơn dầu của họa sĩ Đan Nguyễn với chủ đề Together in Life, cùng nhau bên đời, không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng, mà còn bao la hơn, đó là tình người. Mong rằng những tác phẩm này sẽ đem đến cho những người bất hạnh cũng như những người thiếu may mắn tại Việt Nam một món quà thật quý báu.